Xin chào tất cả quý vị và các bạn, những khán giả của Thiên Hà Audio. Hải Sơn xin giới thiệu bộ dây Alpha Line 1 của hãng sản xuất linh kiện nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản, đó chính là hãng Furutech. Hãng Furutech được ra đời từ năm 1988, có trụ sở đặt tại Tokyo. Hãng rất nổi danh trên thế giới với các linh kiện mà hỗ trợ, ví dụ như những bộ jack, đầu jack kết nối, những ổ cắm tường, ổ cắm chia, lọc điện, rồi dây tín hiệu, dây nguồn. Đó là những phụ kiện rất là có chất lượng rất tốt, rất nổi tiếng của hãng Furutech. Và để đạt được thành công đó thì hãng phải đầu tư rất nhiều vào công nghệ, cũng như là sản phẩm hãng được đánh giá cao, chủ yếu bởi chất lượng sản phẩm. Nhưng ngoài ra chúng ta còn biết là Furutech sản xuất ra rất nhiều các sản phẩm linh kiện tốt, cung cấp cho các hãng lớn như là Notedot hay Zensati, nhưng với giá thành rất là phải chăng. Và hãng còn có những cái dòng sản phẩm dành cho những người dùng phổ thông bình dân. Sơ sẽ mở hộp cái bộ sản phẩm này, chúng ta sẽ cùng khám phá bộ dây dẫn này. Đóng gói rất là chắc chắn. Đây, đây là bộ dây tín hiệu Furutech Line 1, có độ dài là 1 mét, dùng đầu jack RCA, đầu jack chất lượng rất là tốt. Hãng còn bọc này để như này để bảo vệ, tránh khỏi những cái va chạm bên ngoài. Và ngoài ra là cái bộ jack này rất là hay khi nó có khóa, các bạn sẽ nới ra một chút để chúng ta cắm được vào những cái đầu jack được dễ dàng hơn. Nhưng mà lại rất là hay là cái khóa này nó lại chỉ dừng ở đây thôi. Tức là với một số hãng khác nó xảy ra một số vấn đề, như là khi các bạn vặn cái khóa ra để cắm cho dễ hơn thì nó lại khiến cho cái chỗ này bị lỏng ra và có thể bị rơi mất cái vỏ này ra bên ngoài, sau bị thất lạc. Nhưng mà hãng người Nhật mình thấy họ đã làm cái gì thì làm rất cẩn thận, và cũng như là họ rất là thông minh khi cung cấp các cái giải pháp rất là toàn diện. Thì khi vặn này ra cắm rất dễ nhưng không hề bị tuột. Và chúng ta khi mà cắm rồi thì chúng ta sẽ vặn lại cái này để siết, để đảm bảo rằng jack này cắm chặt và không bị tuột ra. Vậy là cái đầu jack này là rất là hay. Và mình cảm thấy với giá thành chưa đến 100 đô thì sợi dây này cung cấp một cái hệ thống đầu jack cắm có khóa như này là quá chất lượng. Thực sự rất chất lượng, mà khóa này lại rất là thông minh. Ngoài ra một đặc điểm nữa mình nhận thấy là chiều của dây dẫn hãng cũng có ghi ở trên đây. Đây, chiều dây dẫn thì thông thường là theo chiều chữ, và chúng ta sẽ thấy cái mũi tên ở đây. Đó, đây là chiều của dây dẫn. Các bạn cứ cắm theo đúng chiều này, là chiều là đi từ ví dụ đầu CD lên tới âm ly là xong. Và dây này có một màu xanh nhạt rất là đẹp mắt, rất là nhẹ nhàng, đặc trưng. Mình cảm thấy cảm thấy rất tin cậy, mềm mại. Và dây Furutech thì đặc điểm âm thanh mình cảm thấy nó cho một cái nền âm rất là dễ chịu, có một cái độ chi tiết rất là tốt, chắc chắn sẽ là một cái sự cải thiện đáng kể đối với những cái bộ dây chợ kém chất lượng, có xuất xứ không rõ ràng từ Trung Quốc chẳng hạn. Thì quý vị và các bạn nên lựa chọn những sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Cụ thể Furutech là một thương hiệu nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản, có lẽ là dân chơi audio thì không có gì lạ rồi. Và sản phẩm thì đang có bán tại Thiên Hà Audio, số 42 ngõ 178 Thái Hà Nội. Bộ dây tín hiệu Furutech Alpha Line 1 có giá 2.100.000, một sản phẩm rất đáng để lựa chọn. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đến để lựa chọn sản phẩm này tại Thiên Hà Audio. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.